Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 7 ngày 15 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp để đón cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 15 tháng 7 năm 2023, tức ngày 28 tháng 5 âm lịch, ngày Giáp Tuất, trực, bình, tốt mọi việc, tuổi xung ngày, nhân thìn, canh thìn, canh tuất, tuổi hợp trong ngày, ngày tuất, lục hợp mão, tam hợp dần và ngọ thành hỏa cục, sự hoàng đạo, bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ, mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ, quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, hướng tốt xuất hành, hướng đông bắc, hướng đông nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi kiếm tiền như hái trong ngày thứ 7 này sẽ là tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Thân. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 15 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, chính ấn giúp tuổi Tý gặp nhiều may mắn ở phương diện sự nghiệp trong ngày thứ 7 này. Các kế hoạch diễn ra thuận lợi, làm gì cũng thành, ý kiến đưa ra đều được đánh giá cao. Tài chính trong ngày ổn định, tiền bạc thoải mái tiêu dùng rình. Dù vậy, bạn vẫn phải thận trọng khi dấn thân vào lĩnh vực mới, nên tham khảo thị trường kỹ càng để tránh những rủi ro không đáng có. Chuyện tình cảm trong ngày ngũ hành xung khắc cũng đối mặt với nhiều trục trặc. Bạn và người ấy thường xuyên to tiếng, cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Điều này khiến tâm trạng bạn cũng khó chịu, thậm chí còn hậm hực với người xung quanh. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, gặp nhiều may mắn ở phương diện sự nghiệp, kế hoạch thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, làm gì cũng thành, ý kiến đưa ra đều được đánh giá cao. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, chớ vì được cấp trên ưu ái mà sinh ra tự kiêu, kẻo làm mất lòng đồng nghiệp. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, tài chính trong ngày ổn định, tiền bạc thoải mái tiêu dùng rình. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, chuyện tình cảm đối mặt với nhiều trục trặc. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường xanh, vàng, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, theo dõi tử vi hàng ngày, người tuổi Sửu được chính tài che chở nên phương diện tiền bạc của bản mệnh khá may mắn. Điểm báo cho thấy con giáp này có thể nhận nhiều tin vui về hợp đồng, dự án cũ mang lại nhiều doanh thu lớn. Công việc trong ngày không có gì phải lo lắng, bạn luôn quan tâm và chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, nên nhân duyên tại nơi làm việc rất tốt. Việc hợp tác với đồng nghiệp trở nên suôn sẻ, các dự án làm chung không gặp bất cứ trở ngại hay khúc mắc nào. Song trong ngày thổ khí vượng nhắc nhở người tuổi Sửu nên chú ý tới sức khỏe, vì có vẻ như thời gian này bạn quá hăng hái với công việc mà quên rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, có thể nhận được tin vui về hợp đồng, dự án cũ có doanh thu lớn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, nhận được vận may bất ngờ như trúng thưởng, được cho tiền. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, công việc trong ngày không có gì phải lo lắng, mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, việc hợp tác với đồng nghiệp trở nên suôn sẻ. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, nên chú ý hơn tới sức khỏe của mình. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đen, tím, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Tỵ. Tử vi tuổi Dần, cục diện tam hợp báo hiệu người tuổi Dần đón nhiều may mắn, mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà con giáp này đã dự định. Bản mệnh có thể tự tin triển khai các dự định ấp ủ của mình. Các thần trợ mệnh nên việc làm ăn cũng thêm phần khấm khá, chủ yếu sẽ nhờ những công việc tay trái. Suốt thời gian qua, bạn đã cố gắng không ngừng để cải thiện đời sống. Nhị hợp cũng giúp phương diện tình cảm có khởi sắc. Bạn và nửa kia luôn quan tâm, chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào người ấy nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch đã dự định từ ban đầu. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, có thể tự tin triển khai các dự định thích hợp để tính chuyện hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, việc làm ăn thêm phần khấm khá, chủ yếu sẽ nhờ những công việc tay trái. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, mọi công sức bắt đầu cho quả ngọt, gặt hái được thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, phương diện tình cảm có khởi sắc. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường xanh dương, bạch kim, quý nhân phù trợ Tý, Tuất, Hợi.
tử vi tuổi Mão. Trong ngày có lục hợp nâng đỡ, người tuổi Mão hoàn toàn có thể tự hào với những thành tích bạn đạt được trong ngày này. Dù làm ở lĩnh vực nào, công việc của bạn cũng đang tiến triển khá tốt. Tình hình tài chính vẫn khá tốt bởi bạn vốn là người rất biết cách kiếm tiền. Nhờ vậy mà bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, các khoản sinh hoạt phí khiến việc chi tiêu gia tăng. Đây lại là khoản tiền không thể tránh, vì thế bạn cũng nên học cách tiết kiệm nhiều hơn. Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên đường tình cảm của con giáp này khá ảm đạm. Dù vẫn luôn nói muốn tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc, nhưng thực sự trong lòng bạn vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, tự hào với những thành tích bạn đạt được vào ngày này. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, công việc tiến triển khá tốt, thể hiện được năng lực và trách nhiệm. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, tình hình tài chính tương đối tốt. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, các khoản sinh hoạt phí khiến việc chi tiêu gia tăng, cần tiết kiệm nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, đường tình cảm của người độc thân ảm đạm do nỗi đau trong quá khứ chưa lành. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xám, đỏ, quý nhân phù trợ, Hợi, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, ngày Tuất Thìn tương xung, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn khá ảm đạm, không có nhiều tin vui cho lắm. Chủ yếu là do con giáp này không kiềm chế được cảm xúc nên rất dễ nổi nóng, hành động mất kiểm soát. Thời gian này, đường tài lộc cũng không được may mắn cho lắm. Tiền bạc không có dấu hiệu gia tăng, bản mệnh sẽ phải khá đau đầu trong việc cân đối chi tiêu sao cho hợp lý. Sự xui xẻo còn đeo bám con giáp này ở vận trình tình cảm, khi mà mâu thuẫn giữa các cặp đôi liên tục xảy ra, khiến tình cảm rạn nứt. Thổ khí vượng khiến suy nghĩ của Thìn trở nên ngang ngược, bảo thủ hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, không kiềm chế được cảm xúc nên rất dễ nổi nóng, hành động mất kiểm soát. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, sự nghiệp ảm đạm, khó hoàn thành kế hoạch đúng như tiến độ mong đợi. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, tiền bạc không có dấu hiệu gia tăng, phải cân đối chi tiêu sao cho hợp lý. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, đầu tư kinh doanh có nguy cơ hao hụt nếu không đủ sáng suốt. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, mâu thuẫn giữa các cặp đôi liên tiếp xảy ra khiến tình cảm rạn nứt. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, cam, nâu, quý nhân phù trợ, Dần, Mão, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, với người tuổi Tỵ, thực thần xuất hiện báo tin vui về làm ăn cho con giáp này. Buôn bán kịp thời, bản mệnh được cơ hội lớn và có thể thay đổi hoàn toàn vị thế trên thị trường của mình. Các công việc khác vẫn đang tiến triển thuận lợi, thậm chí còn có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Bản mệnh có cơ hội phát huy năng lực, tận dụng khả năng sẵn có để tạo dựng những điều mà trước đó tưởng chừng không thể. Về tình cảm, hỏa sinh xuất cho thổ, khiến nhân duyên tưởng như đã đến nhưng lại vượt khỏi tay của Tỵ. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh nhưng đứng trước nhiều lựa chọn, cuối cùng vẫn cô đơn lẻ bóng. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, buôn bán gặp thời, đón cơ hội lớn và có thể thay đổi vị thế trên thị trường. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, càng là người làm kinh doanh lại càng có tài lộc nên tận dụng may mắn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, có cơ hội phát huy năng lực, tận dụng khả năng sẵn có để gặt hái thành công. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, có nhiều cơ hội ghi dấu ấn trong tập thể và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đào hoa chiếu mệnh nhưng khó lựa chọn người phù hợp. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường tím nhạt, hồng, quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ, Mùi. Tử vi tuổi Ngọ, nhờ có tam hợp cục, người tuổi Ngọ tuy vất vả với công việc bận rộn trong ngày hôm nay, nhưng bạn đang kiểm soát tốt tình hình, mọi việc diễn ra đúng như mong đợi và kết quả tốt đẹp cũng hiển hiện ngay trước mắt nên bản mệnh vẫn rất hào hứng. Chuyện làm ăn của Ngọ trong ngày hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Nhờ những mối quan hệ sẵn có, bạn cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên. Ngũ hành tương sinh giúp vận đào hoa khởi sắc, báo hiệu tình yêu sắp đến với người tuổi Ngọ còn đang độc thân. Khi định mệnh xuất hiện thì bạn sẽ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, tuy khá vất vả với công việc bận rộn nhưng đang kiểm soát tốt tình hình. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, mọi việc diễn ra như mong đợi, kết quả tốt đẹp hiển lộ ngay trước mắt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, tinh thần nhiệt tình, truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, tiền bạc thu về tay, không phải quá vất vả mà mọi thứ đều thuận lợi.
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, vận đào hoa khởi sắc, báo hiệu tình yêu sắp đến với người độc thân. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, vàng đất, đỏ tía, quý nhân phù trợ, Tị, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, cục diện phá thái tuế để nặng lên vai ngày mới của người tuổi Mùi. Bản mệnh được nhắc nhở nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình, kẻo họa thị phi ập tới. Trên phương diện tài vận, nếu bạn muốn sớm cải thiện thu nhập hiện tại, thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ. Chú trọng vào thế mạnh của mình mới có thể đem lại lợi nhuận như bạn mong muốn. Về phương diện tình cảm, bạn sẽ không thể hạnh phúc nếu cứ mãi nghĩ về chuyện xưa cũ. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ những điều bản thân đã trải qua và liệu có thể được tiếp tục hay không. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình, kẻo họa thị phi ập tới. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, có thể gây xích mích trong tập thể. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, nếu muốn sớm cải thiện thu nhập thì nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, dù có tài giỏi đến đâu cũng khó phát huy trọn vẹn khi ôm hết việc vào người. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, bạn sẽ không thể hạnh phúc nếu cứ mãi nghĩ về những chuyện xưa cũ. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, cà phê, quý nhân phù trợ Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, người tuổi Thân nhờ tam hội nên đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, tinh thần phấn chấn, giúp bạn làm mọi thứ hào hứng hơn, cũng hứa hẹn đạt được kết quả tốt, các cặp đôi có thể yên tâm với mối quan hệ ngày càng vững vàng của mình. Công việc của bạn trong ngày hôm nay cũng vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Bản mệnh mạnh dạn làm theo những kế hoạch đã đề ra của mình và thu được không ít thành quả. Đặc biệt, những ai đang mong chờ tin vui được thăng chức, thăng lương, kết quả thi cử thì nên chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui. Vận trình tài lộc nhờ có cát khí trợ mệnh nên khá vượng. Nhân thời điểm này, nếu tuổi Thân mạnh dạn triển khai các hoạt động cầu tài, sẽ hứa hẹn nhiều lợi nhuận rủng rỉnh. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, làm việc với tinh thần phấn chấn. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, các cặp đôi có thể yên tâm với mối quan hệ ngày càng vững vàng. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, mạnh dạn làm theo kế hoạch đã đề ra và thu được không ít thành quả. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, triển khai các hoạt động cầu tài sẽ hứa hẹn nhiều lợi nhuận rủng rỉnh. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nên cân nhắc kỹ trước các quyết định liên quan đến tài chính. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường trắng xanh nhạt, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, cục diện Tuất Dậu tương hại án ngữ, công việc trong ngày mới của người tuổi Dậu không được may mắn cho lắm. Dù bản mệnh đã phải vất vả chạy ngược chạy xuôi, nhưng kết quả thu về không mấy khả quan. Để làm được điều đó, trước khi quyết định bất cứ việc gì, tuổi Dậu hãy tìm hiểu kỹ càng, xem xét mọi thông tin. Nếu bản thân bạn không tự tin, thì làm sao có thể thuyết phục được khách hàng hay đồng nghiệp? Điểm sáng trong ngày nằm ở phương diện tình cảm, nhờ ngũ hành tương sinh nên con giáp này may mắn tìm được một người thấu hiểu và đồng cảm với mình. Khi gặp khó khăn, trở ngại, luôn có người ấy ở bên, động viên và tiếp thêm niềm tin cho bạn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, công việc khó khăn, vất vả ngược xuôi nhưng kết quả không khả quan. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, vẫn cần kiên định, giữ vững lập trường của mình, đừng do dự không quyết. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, nên tìm hiểu kỹ càng, xem xét mọi thông tin trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, may mắn tìm được một người thấu hiểu và đồng cảm với mình. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, luôn có người ấy ở bên, động viên và tiếp thêm niềm tin khi gặp khó khăn. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường hồng đậm, cà phê, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất, tuổi Tuất may mắn được thiên tài che chở nên vận tài lộc rực rỡ. Bản thân bạn cũng có tầm nhìn xa trông rộng, dự đoán được tình hình khá chuẩn xác. Vì vậy có thể tránh được những rủi ro tiềm ẩn, tạo nền tảng vững chắc để tiến lên. Công việc của con giáp này cũng đang có những chuyển biến tốt. Bạn vượt qua khó khăn bằng chính năng lực của mình khiến ai nấy cũng đều phải tâm phục. Với đà này, cơ hội thăng tiến của bạn sẽ sớm xuất hiện. Tuy nhiên, dù có mải mê đến đâu thì bạn cũng chớ nên bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Nhất là trong ngày thổ khí vượng như hôm nay, đây là lời nhắc nhở cho người tuổi Tuất chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, vận tài lộc rực rỡ nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, dự đoán tình hình chuẩn xác. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, có thể tránh được những rủi ro tiềm ẩn, tạo nền tảng vững chắc để tiến lên. Tử vi tuổi Mậu Tuất,
Mộc tin vào trực giác của mình và dũng cảm đầu tư đạt được thành quả bước đầu. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, công việc có những chuyển biến tốt, vượt qua khó khăn bằng thực lực. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, chớ nên bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Con số may mắn 5, 0, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, ghi, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Dậu. Tử vi tuổi Hợi, với sự nâng đỡ của các tinh khiến ấn, người tuổi Hợi vẫn đang làm tốt công việc của mình và gặt hái những thành quả tốt. Bản mệnh được trao cơ hội để phát huy thế mạnh, tự biến nguy nan thành may mắn bằng chính năng lực của mình. Phương diện tài chính cũng có nhiều điều như ý, mọi chuyện xui rủi tạm thời đã qua, nhường chỗ cho những tin vui. Tài lộc ở thời điểm này có sự khởi sắc, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng. Dù bạn đang công tác trong lĩnh vực nào thì cũng đều có tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm trục trặc khiến bạn có nhiều điều phải phiền lòng. Dường như mọi nỗ lực vun đắp chỉ xuất hiện từ một phía. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, đang làm tốt công việc của mình và gặt hái được những thành tích tốt. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, được trao cho cơ hội để phát huy thế mạnh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, phương diện tài chính có nhiều điều như ý. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, tài lộc có sự khởi sắc, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, phiền lòng vì chuyện tình cảm trục trặc, tình cảm đến từ một phía. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường xanh lam, nâu, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mão. Đánh giá tử vi ngày 15 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Ngọ, Dần, Thân. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Thìn, Mùi, Dậu. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé.